Con này mà nó kẹp một cái là xong luôn nha. Mỗi lần nước cạn rất là cực luôn. Đừng có vô đây nữa này. Vô hôm 2 ký bé là 30 đi. 2 năm mới dạ. Nếu năm quá, năm này nữa là 2 năm. Cô mà nó to cái này là lúc còn sống là biết to cái nào à. Mực mình nấu vừa thôi. Đừng để nó chín quá. Nếu mà sau video này nhiều cô chú anh chị và các bạn mình ủng hộ Sang thì mình sẽ thường xuyên quay với Sang vào dịp Tết á. Và ngày mới cho mình gửi lời chào và lời chúc sức khỏe gửi đến tất cả cô chú anh chị mình nha. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Cũng có nhiều cô chú anh chị muốn mình quay nhiều món ăn ngon ở thành phố Phan Thiết. Những video trước thì mình quay bánh canh chả cá hay là bún cá mai. Hôm nay mình sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem một món ăn cũng đơn giản thôi nhưng mà dễ gây thương nhớ, đó là món cháo cá kho. Giờ này cũng hơn 6 giờ rồi. Trước khi thưởng thức món cháo cá kho thì mình mời cả nhà mình cùng đi dạo biển một chút nha. Trước mặt của cả nhà mình đây là cửa biển Phú Hai, cửa của cảng cá Phú Hai hay còn gọi là cảng cá Phú Hải á, là lấy tên của phường Phú Hai và phường Thanh Hải. Sau lưng của mình là ngọn đồi Phú Hai, trên đồi Phú Hai là lầu Ông Hoàng và tháp Chăm Bô Sa Nư. Tháp Chăm Bô Sa Nư là một trong những biểu tượng của thành phố Phan Thiết. Sắp Tết rồi, lại có một tin rất là buồn luôn. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn mình thường xuyên đọc báo hay xem tin tức thì sẽ biết là hơn một tuần trước ở phường Phú Hai của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có xảy ra việc cháy ghe. Cháy 11 ghe á, toàn là ghe lớn không à. 8 chiếc ở huyện đảo Phú Quý, 2 chiếc ở thành phố Phan Thiết và 1 chiếc ở Kiên Giang. Tổng thiệt hại nếu mà tính sơ sơ á, là tính bằng tiền chục tỷ không đó cô chú anh chị. Mình thì không có quay được, cô chú anh chị mình thông cảm nha. Tại vì đây cũng là chuyện buồn á. Nhiều lúc mình quay lên á, chủ ghe hay là người nhà của chủ ghe nè, xem lại sẽ rất là buồn luôn. Cũng mong bà con mình trong cái thời gian khó khăn này sẽ sớm vượt qua. Mình cũng xin chia buồn với chủ ghe luôn nha. Giờ này rất là mát luôn. Cô chú anh chị mình có nghe được, có cảm nhận được cái tiếng gió thổi không? Mình đang đứng trên bờ kè chắn sóng á. Nhìn qua là trung tâm của thành phố Phan Thiết, bãi biển Đòi Dương. Giờ mình mời cả nhà mình cùng theo dõi video nha. Xem video nhớ tặng cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Cái nữa nó ít. Bữa dạ. Cá chị lỗ ra chị lựa vậy á. Nay là trời thẩu hả cô ha? Trời thẩu mà bữa nữa ta mới đi nước kẹt. Dạ. Kẹt mà chưa đi chờ nước ấy đi. Bữa hai bữa nữa ta mới đi. Dạ. Nước cạn là ra vào cảng không có được á. Nãy lấy nữa ta vô ta gỡ lưới ghị lưới đồ cá vô cái đồ bên kia. Dạ. Ở mình trời thẩu là trời thổi á. Trời thẩu người ta cũng đi, cái lưới dạ. Này người ta đi. Mà điều bây giờ ta ít đi nó không có. Ô, dạ. Cá đồ gì nữa nhiều. Dạ cảm ơn cô. Dạ chào anh chào chú. Bến thúng của bà con mình thì nằm bên mặt của phường Phú Hai. Còn ghe lớn thì hay cập cảng vào bên phía phường Thanh Hải. Cả nhà mình đi từ trung tâm của thành phố Phan Thiết đi ra phường Mũi Né thì mình thường đi cái đoạn đường Nguyễn Thông á. Chạy qua cái đoạn đường Nguyễn Thông thì chắc nhiều cô chú anh chị mình sẽ nghe mùi mắm. Ở đây nổi tiếng là làm mắm nha. Nước mắm Phú Hai nổi tiếng. Công ty làm mắm nè. Rồi bà con mình tại địa phương cũng làm luôn. Làm nhiều lắm. Nước cạn quá. Càng về trưa nó sẽ càng lớn. Lúng quá trời luôn á. Trời ơi. Lúng hơn cái đầu gói luôn.
trời đúng rồi. Tháng đông xuống vợ trời. Cô là mua cơm hộp cho anh nè. Sao nó lúc như vậy? Bá tỷ luôn á trời à. Mướn nước ấy chứ. Nó lúng như trời từ từ vô á. Khó đi. Mà lúng quá trời luôn à. Đi tầm chục bước thôi là đuối à. Trời ơi là trời đuối luôn trời. Trời tắt ở đâu mà cháu cứu cháu phụ trời à. Mày thì đi lúng như vậy. Trời nó lúng như vậy. Cái sổ nào nó coi lóng cà trần à. Sáng đâu xuống bờ phụ trời. Ai mà đến lúc nữa chợ. Chú thùng cá nặng nữa chứ ai. Nó bị tán ra nó bờ phụ đỡ ơi. Cái này mình cũng bó tay luôn. Lúng là không phụ được. Chết trời ơi. Cố gắng lên anh, sắp vô rồi. Xíu nữa à. Kiểu này là phải ăn 2 hộp cơm mới đủ. Cả nhà mình thấy bà con mình khó khăn không? Mỗi lần nước cạn rất là cực luôn. Lên trên nãy lên kia nè. Đừng có vô đây nữa này. Rồi chào cá vô con vải là. Ôi đi chào lúng à. Phía xa đằng kia là cả nhà mình thấy á, có một cái đường dập dài á, đó bà con mình đang đánh dập á. Buồn không rồi lên trên đi. Không mở không chạy lên trên. Đánh cái này đợi nước lớn lên nè. Để nước lớn lên kéo. Để nó. Sao vô nữa chờ. Hả? Giờ đi ra lại càng khó hơn nữa. Phải kiếm này, đường. Này, đi trên, mày đi dưới này này nó kẹt này đem xuống xuống đây này. Đừng có cá mòi to. Nhưng mà nếu đánh cá mòi phải đánh cho thiệt là nhiều chứ không là bán ít tiền. Tại vì cá mòi xương á người ta cũng kén ăn. Nhưng mà con này như mình á, mình thích ăn lắm. Nó béo á. Mình thì ăn cũng quen rồi. Ăn cái lượt cái xương nó cũng quen rồi. Chứ có nhiều cô chú anh chị không có hay ăn cá đó. Thì ăn con cá này cũng cân nhắc nha. Trời qua nước lớn mà mình nên kẹn. Qua nước lúng mình đi lúng trời. Mình mới phụ cô xách cái thùng cá này lên nè. Quá trời nặng, nếu mà một người để mà xách á, mình nghĩ như thanh niên của mình là chắc xách không nổi không? Chẳng không. Quá trời nặng. Mà anh còn một thùng nữa nha. Đi ra đi vô mấy vòng nữa. Cua quá trời bự luôn. Cua này chín lạng có trời ạ. Mua bán đa số 300 ngàn ký. Con cua mà gần ký. Cái mốt là 330 với lưng cái kia 150 là 480 rồi còn gì nữa món gì đó không gì thế không ớp đó ớp lấy vàng ấy mấy vàng ấy này con cầm lên nó gãy càng không cô không không cầm đó cầm này giữ y này nắm rồi ôi nó bị chặt quá cầm lên nó sao đó lên đây sao đó bụng nặng ghê á bụng nặng ghê á nó bị bám cái vỏ. Wow. Luôn. Con này là con cu đực nè. Cu đực, đúng rồi, biết cu đực luôn. Trời ơi, cái càng của nó.
Con này mà nó kẹp một cái là xong luôn nha. Ôi, sợ luôn. Bây giờ trả tiền ha. Cái này cho dưới cái này. Đây, mình lấy phần một. Dạ. Lâu lâu mới được con. Đó là ghê 50. À, cái này bữa mày 48, cái ghim có biết không? Đem về ăn nè. Cái đuôi ghim, đem về ăn, không có bán. Đem về ăn đó là 50. Về nấu canh chua hay là xói mỡ hành. Đó xuống 50 luôn, uống cặp luôn. Cá nâu nữa kìa, cô chú anh chị. Cá nâu với cá hành. Đây cá nâu nè. Nào của mày 50 này ê ơi. Cá này nó chích cũng nhất đó nha. Nào cá của mày này, cái này 50 nè. Cái gì? Nào cá này nó có mày nè. Còn biết không, có biết đâu. Vậy. Ai biết này. Xíu kêu bỏ lên nó cuốn ngàn. Trời ơi, không về. Cô này là cô cái, cô gạch. Chưa có chuẩn bị lại, nó cầm im tròn, cớm luôn. Cái này ai đang lấy nào, vậy đây. Này, bị xanh luôn. Còn cái dấu dính lưới nè. Trời, bây giờ đi cầm hơi lã cà, dầu quả chứ đi mà. Dạ, này tôm bạc hả chú ha. Buổi sáng mà đi dạo biển mà gặp mấy con hải sản này là thích lắm. Mày YouTuber ha. Dạ, đây cá bạc má nha. Bạc má tươi cong, bóng luôn. Này cá sóc nè. Cua này cũng quá ngon. Cua lớn cũng quá ngon. Cua chè má luôn. Lớn đó thôi mẹ. Cá dồ. Cá mú, cá ngát. Ốc đỏ. Ốc voi. Ốc voi mình hay gọi là ốc dâu á. Sáu lạng là yếu. Sáu lạng yếu là gần sáu lạng á. Giữ ngàn ký. Sáu lạng 90 là 80 này. 80 cái này nữa này. 80 hồi nãy 60. Nè từ từ. Cái kia là 480 nha. Rồi cái này dầu 60 cái này 80 là 140. Rồi con ghẹ à. Ghẹ 100 ngàn. Con ghẹ này 40. 180. Cô cầm lên là biết con nào ốp, con nào chắc nha. Con nào chắc thì nó sẽ nặng tay. 180. Cái đuối ăn ha. Con nào ốp thì bị đền. Bóp vô bởi bị đền. Dạ. Cá đói. Cá đói thì gọi là cá đấu. Cũng giống như là cái cây chọi á. Quê mình á không có gọi là cây chọi đâu, gọi là cây chẩu nha. Tiếng địa phương. Năm này thấy không? Bị máu rồi thấy không? Bị cái rùa của. Trời ơi, cái vỗ đầm á cô. Trời ơi trời. Nhìn vậy thì chứ không cẩn thận là dễ bị đầm lắm. Mà chơi một cái. Cái tạ mình chở bị cái ghim ngâm mà bả đi nhập viện quá. Sao nó mạnh. Trời ơi, con cá đuôi ghim mà nó đâm thì thôi rồi luôn. Ở dưới là hút hết luôn rồi, ta tính 25 ngàn ký là như 1 ly nha. Ở dưới nhỏ nhỏ không. Bởi vì hôm bữa mình xuống bãi biển Đòi Nhái thành phố Vũng Tàu á, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu á, có nghề bao đăng á. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn mình mà có đi trải nghiệm á thì nhớ mang dép nha, có dẫn mấy em nhỏ đi theo trải nghiệm á, là bảo hộ cho mấy em cho kỹ, rất là nguy hiểm. Cá đói này thì giá cả cũng bình dân thôi. Mới tụi mình mua cá đói này không? Cá đói thì nó hay vô bờ mấy cái mùa cuối năm á, mấy tháng cuối năm á. Cái 24 rồi nha, năm nhớ nha, nữa lục quên. Cái gì 24? Nãy à, ốc. Lúc mà mình còn nhỏ á, cuối năm á là hay dùng bột á, bột mì á. Bột mì bỏ vô cái ly á để câu. Câu mấy con cá đói này thích lắm. Được cái kia 24 ha. Phải không? Cái chùa 60. À, cái rùa 60, ốc 80 rồi 140. Con ghẹ 40 rồi 180. Rồi bỏ vậy phải tính đèn què để mất công lỗ, mất công đâu được. Để xem này. Tổng hết được nhiêu tiền. 330 à, con cái rùa 60. 80 ốc. Con ốc 80 là 140, con ghẹ 40 là 180. 180 lấy này 150. Cái là quay mình. 33. Dạ chú. 330 lấy cái kia 480. Cộng luôn nha. Cô chú nói mấy cái ngày mà không có thổi á, là bà con mình đi lưới hải sản còn nhiều hơn nữa. 480. Cô nói nhiều mưa nuôi. 380 là 150. 330. Nhờ mai năm. Cô chị là người nhà của mấy chú người dân á. Mấy chú vô thì lo thao lưới. Còn mấy cô thì đem hải sản đi bán. 330.
Ủa tính tiền 330 là không có đủ tiền. Đâu, nha cô chú anh chị. Cả ngày cả đêm luôn. Dạ. Tính tiền dầu rồi chưa kể hao hụt tiền lưới nữa. Tại vì cá đói bán không nhiều tiền á. Cô con cá dồ này nếu mà lên chợ bán là bao nhiêu tiền ký vậy cô? Cá này 101.000 ký, 102.000 ký. Dạ, con ghẻ cô. Con ghẻ tùy theo lớn nhỏ à, lớn thì dạ. Bán được tiền. Lớn chắc mấy trăm mà cô ha. À cô chừng á, cô chừng nó kịp gây tay rồi chết à. Dạ. Mai chi sĩ làm rượu. Ghẻ này ăn ngọt lắm. Ghẻ mới vô mà. Ghẻ xanh nè. 86 hả? Ghẻ mình có nên năm ý tên nhiều năm ha. Ghẻ này đói rồi, mấy bữa năm nữa đi qua. Mà ớt phải là nhiều. Thẳng tay bỏ chị luôn ấy. Còn một loại ghẹ xanh ghẹ nhàng luôn á, hai màu khác nhau, được con cái. Có ai đi lưới cũng có sao? Có. Rồi bà con vậy 10 ký đi. Tao có bán 5 ký thì con kia con tao mua hết chợ tao là 5 ký à? Không, để cho thùng ấy. Rồi bà bé 5 ký đi. Không, để cho thùng ấy mà. Chở là 5 ký đi. Để cho nó thùng ấy. Bé con 2 ký rồi. Dù không 2 ký bé nó 30 đi. 2 kg bên 30 kg nó 13 kg. 3 cái chở, hiểu sao 13 chở. Không, ông bán chở tôi thùng đi, chờ bà lại bán con nữa. Ông để thùng đó xuống dưới bãi. Chờ bãi. Trước đi. Mà nào bán cá xuống. Đang trả giá đấu giá hơi căng thẳng xíu. Cái cá mà mày sợ à biết. Cá cờ cá cá cũng đâu mà bà này bắt ngu hết hả? Em được con ký ơi. Con nặng giống nhí vậy phải không? Cá gì mà mày nhỏ nhỏ vậy con mày nhí vậy. Một bóng. Cá mồi lên ngầu đó ngầu. Trời ơi, tùy thêm một bữa có cá bữa này. Cá nhỏ nhỏ. Mày lỗ tao gạch cho. Hay là mày bé giùm tao đi. Mày ơi mày bé giùm tao đi. Đi đi. Vậy tao lỗ tao đập vào lời rồi mày lấy. Lên cơ phù. Sao đó? Không, không có bán đâu. Lời hay lỗ quyết định là lên chợ bán á. Một ký hả? Con ký mấy? Bởi vì mỗi lần mua bán cũng tính toán cân nhắc lắm cô chú anh chị. Không bây giờ mày lấy hết đây, mày lấy hết đi. Không chị hút tay mày lấy này là chị bỏ để cho nó, trả cho năm ta đi luôn ấy. Kêu bà hút vậy. Để cho ta luôn ấy, đi lên chợ. Chợ lấy hả? Ờ mà phải lên lên chợ mà còn mới xong ấy. Đào 4 ký này. Giờ này cũng 8 giờ, mình ăn sáng nha. Đây là địa chỉ 65 Phạm Văn Đồng, quán cháo cô Nga. Bờ kè Phạm Văn Đồng này đi thẳng xuống là bến tàu đi đảo Phú Quý á. Bà con mình đang ăn cháo cũng đông nè. Đa số quán cháo này bà con mình tại địa phương biết thôi. Dạ con chào cô Nga nha. Cô Nga bán cháo đây được bao nhiêu năm rồi cô? Khoảng 10 năm. 10 năm hả cô ha? Dạ. Cháo này con thấy hình như là có đậu xanh với lá dứa hả cô? À. Dạ. Lấy cho con một phần cô nha. Sáng nay là có cá gì cô ha? Cá này là cá ngừ. Dạ cá ngừ hả cô? Còn này là cá nục. Dạ. Lấy cho con một phần hai loại được không cô? Được. Dạ. Được. Em cắt ngọt. Có bông chuối ớt không em? Dạ đầy đủ cô. Cô bán từ mấy giờ hả cô? Cô bán từ 6 giờ đến 10 giờ. 6 giờ sáng cho đến 10 giờ. Em đi tìm cô em 20 em. Đây bông chuối nè. Đây là ớt. Cá nục, cá ngừ. Mà không lọc thì nó dẻo không? Dạ. Là bí quyết là nấu cho nó dẻo hả cô ha? Dạ. Không đặc quá cũng không có lỏng quá. Vừa ăn. Cháo cá kho Phan Thiết. Một phần là 25.000. Một phần là một loại cá. Như mình ăn thêm một loại cá ngừ nữa là 30.000, thêm 5.000. Đây đũa nè. Đũa để mình gắp cá nè. Muỗng múc cháo. Vừa ăn vừa ngắm đường xá. Ngắm cảng Phan Thiết luôn.
Trộn lên. Cô kho cá nghe cái mùi thơm. Mời cả nhà mình ăn sáng. Mình trang nước cá kho nè. Hồi nhỏ nhà mình cũng hay làm món này. Cháo dẻo. Cái nước cá kho nó mặn mặn nè. Mặn mặn xíu cây cây. Đây cá ngừ. Mình ăn cái phần bụng. Cá kho rất là thấm nha. Cá ngừ thì nó chắc thịt. Cá nục này mình chấm nước. Cá nục á thì thịt mềm á, mà nó béo ha. Cuối năm nặng cá ngon. Đây bằng chuối. Món này bảo đảm cô chú anh chị mình ăn sẽ thích. Ngon lắm. Bông chuối này ngon. Một phần 30.000 này là một người lớn ăn no á. Cháo thì ăn nó không có no lâu, nhưng mà được cái là có bông chuối với cá nè. Dạ, mình mời cả nhà tiếp nha. Nếu mà mình không ăn cay á, hay là mấy bé nhỏ không ăn cay á, thì mình nói cô á là không bỏ ớt. Có ớt cay cay xíu thì nó đậm vị hơn. Từ 6 giờ cho đến 10 giờ nha, đường Phạm Văn Đồng, chỗ gần bến tàu đi Phú Quý nè. Cả nhà mình mà đi ra Phú Quý á, nếu mà kịp chuyến tàu á, có thể ghé đây ăn sáng luôn. 65 Phạm Văn Đồng. Nhà bác gần đây không bác? Dạ. Dạ. Là ngày nào cũng đi xin vậy á bác ha? Dạ. Dạ. Có duyên gặp bác á, con cũng có món quà 300.000 của cô Hương ở Sài Gòn á. Dạ. Gửi tặng bác nha. Cô chú anh chị mình thông cảm cho bác nha. Dạ gặp lại cô Hồng. À. Cô nhớ con không? Quên đợt rồi. Trước con với vợ con xuống mua ít nước mắm của cô á. Dạ biết rồi, biết. Dạ. Cô cái này là mấy cái lu làm mắm nêm hả cô? Mắm nêm, mắm nước. Dạ. Alo. Mắm nước là mắm mặn mình hay ăn á cô chú anh chị. Hả? Ờ. Đó bà con mình uống mắm bằng mấy cái lu này nè. Ở trên có mấy cái nắp. Ai? Bọc lại bằng một cái lớp lớp gọi là lớp tăng á, lớp tăng với lớp ni lông để tránh nó mưa nó xuống á. Nước mưa nó không vô. Này mắm nêm. Dạ. 2 tháng. Là cá này cá nục hay sao cô? Còn cá cơm là mình làm mắm mắm nước. Dạ. Cơm là muối mắm nước. Nước mắm mặn á, nước mắm nước là có mấy loại lận? Cốt qua, dù người ta kéo gì cốt không chứ. Kéo cái cốt ra. Rồi xong, dù người ta kéo cái gì nữa là xong. Dạ. Có pha đường nó đúng không cô?
ai mà ăn đường thì mình thắng đường, còn ai mà ăn đường thì mình thắng nguyên si. Dạ. Chứ người ta có người mặn người ta không ăn được. Đợt trước thì mình mua mấy lít là pha đường. Cũng có cô chú ăn nước mắm quen, nước mắm mặn quen rồi, không pha quen rồi. Cái này đó, nước mắm này. Dạ. Cái này là chưa kéo. Dạ. Mấy tháng mà 2 năm nữa. 2 năm luôn. 2 năm mới dạ. Kéo. Mới năm quái, năm này nữa là 2 năm. Dạ. Nước mắm thì mua 3 cá muối. Giờ dạ. Trộn dầu. Trộn với đầy, muối hộp á. Muối hộp dầu dạ. Trộn cho đầy vô, ếm xuống. Dạ. Ếm xuống vô cái hạn 5-7 ngày cái mình đảo lên đảo xuống cho nó cái nó khuấy lật cái đá lại. Dạ. Dầu xong là mình để xuống đó dầu. 2 năm mới ngon, chứ 1 năm không có ngon. 2 năm là nguyên si á. Đỏ không? Dạ. Đó, kéo ra 2 năm đó. Là cái này loại 1 hay loại 2? Loại 1 á. Loại 1, dạ. Chai này bao nhiêu tiền lít cô? Người ta bán 60 mà cô bán người quen có 50 à. Dạ, một chai này là 50 ngàn thôi. Ừ. Dạ. Mà người ta bán 60 còn lên trên chỗ du lịch á là 100 ngàn. Dạ, nước mắm cá nục, nước cá mắm cá cơm. Này dạ. Cá cơm không? Ở Phan Thiết cũng nổi tiếng nước mắm ruốc á, làm bằng con ruốc á cô chú anh chị. Mà cô Hồng không cái có làm. Cái này là cá cơm. Cá cơm. Cơm này đó là 2 năm thôi cô ha. 2 năm. 2 năm. Nếu 2 năm mới 1 năm là nó trắng nõn à. 1 năm là nó trắng nó có như gì. Dạ. Còn mình mà 2 năm thì nó đậm đà như gì. Là nào? Mình để càng lâu nó càng ngon. Càng lâu thì nó càng ngon. Dạ. Mà cái quan trọng là cái nước cốt ha, mình cốt. Giữ. Mình đó, giữ đó, giữ miết luôn. Đó dạ. Cái mình trộn ra vô cái mình lấy. Dạ. Mình lấy bán. Nước mắm ngon hay không là cái nước cốt đó ha. Cái cốt. Dạ. Cái đó là cái bí quyết của còn mà nói mà dễ tiền mà dở là không phải. Dạ. Tại vì á cái người ta bán dễ tiền của người ta mua người ta bán lời bạo lại thì dạ. Nó bán mắc lại chứ không phải mà bán dễ tiền mà dở đó dạ. Cái gì đó với chỗ cô á mình xưng cô cho trẻ nha dạ. Chứ tính già phải gọi bằng bác không cô à tính trẻ dạ. Nhỏ mà thì nếu mà đến Phú Hài á thì đợt trước thì mình với Sang vợ mình cũng hỏi bà con ở đây thì cũng nhờ bà con mình chỉ xuống cô Hồng gọi là cô Chín Hồng ha. Tám Hồng. Tám Hồng dạ. Xin lỗi cô chú anh chị. Tại cũng gần cả năm rồi. À, lâu dạ, rồi. Lâu quá rồi mình cũng quên. Dạ. Ở giờ mày quay cái này là mày có đưa qua Mỹ không? Dù cái nó dạ. Qua TV á nó thấy nó quay nhà mẹ mình luôn hết luôn. Dạ. À, là con của cô ở nước ngoài dạ. Ừ. Dạ biết đâu con quay lên chị ở nhà xem dạ. Là hai chai này thôi trăm hai đi. Thôi 200 mà lấy dạ. Giá hữu nghị chứ không có bán mắt. Dạ. Ừ. Rồi con cảm ơn cô Tám Hồng nha. Mình nói tên Tám Hồng để cô chú anh chị mình dễ nhớ. Đến Phú Hài á, con muốn mua lít 2 lít á. Muốn mua nhiều cũng có hả cô? Mua nhiều cũng có. Dạ. Mua lẻ cũng được, mua sỉ cũng được thì ghé cô dạ. Bán hồi đó giờ quen rồi người ta mua sỉ mua gì cũng bán một giá tiền à, không có bán lên. Dạ. Còn nhiều người ta thấy lạ lạ tới người ta bán mắt. Lạ người ta bán 70 ngàn. Dạ. Đó. Cứ tới chợ Phú Hài, phường Phú Hài, thành xuống, phố Phan Thiết. Xuống hẻm 54 nè, thả xuống dạ. Kì. Hỏi cô Tám Hồng bán nước mắm ở đâu là bà con mình chỉ ai cũng biết. Dạ. Dạ con cảm ơn nha, con gửi tiền dạ. Dạ. Ở đây mà không có thiếu cái mùi mắm này là ăn cơm có được à. Dạ, quen rồi dạ. Mày quen nó mày giới thiệu một gái hả? Mày hỏi gì tao trả lời luôn. Dạ, chú đi đánh bạch tuộc hả chú hả? À. Dạ, đánh vỏ ốc hả chú hả? Đợt này làm biển ổn chú? Kiếm ăn hàng ngày à. Dạ. Được vui. Đi bằng thúng hả chú hả? Không, đi ghe chứ. Đi ghe luôn hả chú? Dạ, đi ghe vậy chắc đi vài ngày ha. À, đi tới từng lưỡi đi chú. Dạ. Ghe mình đi được tầm chục bạn không chú? Đâu dữ vậy có dạ. Mấy cha con hả? Dạ. Bạch tuộc là cuối năm là vô mùa nè. Mực giái đó, mình gọi mực giái. À đúng rồi. Mùa sóng gió là nó mới vô cái vỏ ốc chú ha. À. Dạ, em quá nó đánh không có đạt. Chú nói vui. Giờ là nghe cái mùi nước mắm này là không nghe là ăn cơm không ngon. Đúng rồi, dạ. Mình sống ở đây là quán dạ. Có nước mắm mà ăn cơm rồi mới vui chứ còn thiếu này là ăn đâu được đâu. Dạ. Ngồi đây mát á. Dạ. Hai chai 100 ngàn. À,
200.000 là lấy giá bình dân đó hả? Dạ. Chèo đò đi chài cá. Trong này thường là đánh mấy con cá đói nè. Chài kiểu này hai người là đi được rồi, một người chèo, một người chài. Trong đó là hai chiếc mành chụp vỏ sắt rất là lớn luôn. Mấy anh mấy chú mà có kinh nghiệm quăng chài á, quăng cái chài nó rất là tròn, tròn với đúng điểm nữa. Chú là nhìn nha, nhìn thấy cá đâu là chạy đó. Kéo lên từ từ, chứ không là nó hỏng chì là cá nó chạy ra. Như mình mà không biết chài, thấy cá chỗ đó rồi mà quăng nó không chính xác là cũng không được. Để xem có cá không. Cũng có dính mà ít. Xa quá nhiều lúc không có thấy rõ. Chiếc ghe này máy bị hư nè, nhờ một chiếc thúng máy kéo đi. Ra ngoài khơi làm biển á, nếu mà máy trục chặt rất là nguy hiểm luôn. Trời em không nói gì chứ trời sóng gió là nó tạt đi. Nhiều lúc sóng quá ở ngoài khơi mình neo cũng không có được. Cô tranh thủ nước cạn nè, xuống đây mò mấy con hào á. Chỗ này hào nhiều lắm, đi không cẩn thận là trượt chân á, trượt chân ra khỏi dép khỏi giày là chảy máu liền. Chỗ này nó đã lúng mà nó còn có hào nữa. Đây mấy cái cạnh của mấy con hào nè, rất là bén. Mình lấy cái tay mình sờ thôi là muốn đứt tay rồi nè. Ôi, sáng giờ đó. 6 giờ sáng. 6 giờ. Cho con quay mấy con hào. Hào kia to quá. Còn mấy con kia là con mai dẹp hả chú? Dạ, con đấy con dẹp thì cho tôm ăn. Dạ. Này hào. Một ký được 10-15 ngàn chú. Không biết đâu. Dạ. Là mình bắt xong mình lên mình mới biết giá. Mã bán. Dạ. Dạ chào cô. Mệt. Dạ rồi đi coi đi lấy cái này cho nó đỡ buồn. Dạ. Cái này để đập hào đây. Dạ. Dạ con cảm ơn. Hai cô chú tình cảm. Đi làm. Đi làm chung. Còn gì bằng nữa. Hơi cực xíu nhưng mà vui. Bảy tuổi rồi. Dạ. Làm mà không được. Dạ. Để xe này khó lại. Để xe khó lại.
Người đâu có ở đây đâu, ở bên Thanh Hải bên kia. Dạ, bên Thanh Hải bên đó, dạ. Chị. Là còn tiễn người không chị, để em biết đường. Có tiễn luôn, dạ. Cái gì cũng tiễn hết. Dẫn vô như làm cá. Dạ. Cậu 60 hơn, con trai ta thành ở còn bên em có cỡ 60 mà đàn ông không? Dạ. Dạ. Tiễn là ông 60. Dạ, chị em. Quay qua đây. Quay dạ. Xỉ cá, phơi cá. Xỉ cá, phơi cá. Câu quá cá mối, cho chị. Dạ. Tất cả cá. Đi làm mà vui quá trời luôn. Mấy em à? Dạ, một ký cá khô là trăm mấy ngàn. Rồi 86 à? Dạ, mình 86 chị. Mình 86 à? Dạ, YouTube á, YouTube á. Xem ủng hộ giúp em lượt đăng ký. Dạ. Tẩm tỏi với ớt. Cá chỉ vàng. Phía trong hai bác chuẩn bị phơi cá hố. Cá hố ăn cũng ngon á. Lấy xương ra. Cá chỉ vàng này cũng lấy xương luôn. Nướng, chiên, ăn cơm. Trời nắng nè. Nắng thì phơi nó thuận lợi hơn. Làm nghề phơi cá cực nhất là mấy mùa mưa. Bình Thuận, Quê Minh thì chủ yếu là nắng với gió. Năm có hai mùa thôi. Mùa nắng với mùa mưa. Mà mưa cũng ít. Chủ yếu là nắng. Bình Thuận, Ninh Thuận á, chắc là thích hợp để bà con mình phơi cá, phơi mực, phơi tôm. Ôi, này chanh gì em ơi, không tốn được. Từ sáng tới chiều 400 à? Dạ, từ sáng tới chiều 300-400 ngàn. Là trưa, mình nghỉ trưa mình ăn cơm ha. Không, làm luôn. Cái này là... làm luôn. Làm tự do mà. Ăn thực phẩm. Dạ. Là tính theo ký. Dạ. Ký 10 ngàn. Quay nhà, bữa nào vô nhớ. Nói vợ tôi nha. Chị dễ thương, vui tính. Ok. Chị này cũng dễ thương, chị mà mình không chê là chính dễ thương nữa. Chị này Ninh Thuận, em ở đâu? Dạ em ở Bình Thuận mình luôn chị. Ở ngoài vườn á, gần Phan Dí Cử á. Chà dao. Đó. Chà dao. Ý là đuôi đen hả? Hay là đuối gì? Thì cái tên nó là cá đuối chà dao. Cá đuối to. Đó. Trời ơi, cái đồ bán 380 nữa. Chị con này nếu mà cái nghiêng con của nó chắc cũng nặng hả chị ha? Mấy tấn hả? Mấy tấn luôn hả chị? Mấy tạ. Mấy tạ. Dạ. Chị nói nhầm á. 100 mấy. Dạ. Khô mà nó to cái này là lúc còn sống là biết to cái nào à. Có mấy miếng đó là tạ, tạ mà em nói lộn là tấn. Đó, miếng đó cũng luôn đó. Tạ. Con thử này mấy ký? Đuối đen hả? À, có loại đen loại đỏ. Hai loại luôn, loại đen loại đỏ. Sao ký nó nghiêng vậy? Nó hơi qua ký chứ nè. Nó hơi qua kim chứ nè. Nó hơi qua kim đó nè. Để lấy để nhận lại cho. Rồi à. Còn hơi qua đó. Ủa cái này sao con? Có 2 ký rồi. Thì căng lẻ lẻ rồi chị. 2 ký. 9. 9 yếu. Trời ơi, để đó cái chín đây. Trời chị bỏ xíu xíu xíu. Nó qua kim nữa làm chi? Qua kim đâu mà qua kim. Đây để lên. 5 miếng, 5 miếng là gần 2 ký. Cho chị qua đi được có bao nhiêu cái 100 gram nè, giờ qua kim như vậy là bao nhiêu? Chị tính bao nhiêu? Thì cứ tính phải giá xíu chứ con cái chị yếu mà. Làm đèn nữa.
phải chịu cái này bỏ bị khỏi cầm cắt hả chị, cái này về làm món gì ngon chị? Luộc chiên tỏi ớt á anh, hay là chiên trứng, còn không thì mình nướng cái mắm mè. Dạ cắt không? Không, không cắt. Lâu lâu mới có lần hả chị? Dạ lâu lâu vô đây xả bén một lần anh à. Dạ tháng này ế á. Cái đỏ là cái đỏ. Em không biết nhưng mà lấy cái nào lấy lỗi thôi chứ cá đỏ ăn ngon quá anh nói cá đỏ ăn ngọt đỏ chứ ký là mấy trăm anh ha? 350 dạ. Cho mình làm phiền cô chú anh chị và các bạn mình một chút nha. Thì cô chú khán giả muốn nhờ Minh tìm liên lạc một người bạn mất liên lạc cũng hơn 40 năm rồi. Chú tên là Long, họ Thái tên Long. Chú muốn tìm chú Phan Văn Ới. Ngày trước nhà chú Long khó khăn á, thì mẹ của chú Ới nè có cho nhà chú Long ở nhờ trên miếng đất. Bây giờ chú Long đang ở bên nước ngoài á, cũng lâu lắm rồi chưa có về quê mấy chục năm, cho nên chú Long cũng nhớ sơ sơ thôi. Ngày trước là ở địa chỉ 299 Thủ Khoa Huân, ấp Vĩnh Thủy, xã Phan Thiết. Phan Thiết ngày trước là xã, bây giờ là thành phố Phan Thiết. Hồi sáng giờ mình cũng đi vòng vòng ở địa chỉ của đường Thủ Khoa Huân, nhưng mà bây giờ địa chỉ nó thay đổi hết rồi. Chú Long ngày trước là làm biển, lâu lâu cũng có đi bắt tôm với chú Ới vào ban đêm. Chú Ới ngày trước là trồng rau, anh của chú Ới là anh Hai Thiên. Chú Long thì có một người con gái tên là Thủy. Hy vọng là qua cái video này chú Ới và chú Long sẽ liên lạc được với nhau. Chú Ới mà có duyên xem cái video của mình thì nhớ liên hệ cho mình nha. Số điện thoại 08337 33382. Chú Phan Văn Ới sinh năm tầm 1974-1975, đường Thủ Khoa Huân, ấp Vĩnh Thủy, xã Phan Thiết. Tiếp tục video, mình sẽ làm một chút ẩm thực. Cô chú anh chị và các bạn nhớ theo dõi đến hết video để ủng hộ cho mình nha. Mình đi vô đổ xăng nè, vô cây xăng đổ xăng thì thấy Hoài bán số. Hoài cũng lớn tuổi rồi. Hoài ơi, đây là 300 ngàn của cô Hương ở Sài Gòn á, gửi tặng Hoài nha. Dạ. Hoài năm nay bao nhiêu xuân rồi Hoài? 8 mấy rồi Hoài ha. Dạ. Mình mới về nhà luôn. Sang ơi, chào cô chú anh chị khán giả đi Sang. Dạ. Em chào cô chú anh chị ạ. Hôm nay em sẽ nấu một món mới, đó là hủ tiếu mực. Nhưng mà hủ tiếu mực của em cái nồi nước á, mình thấy nó có màu vàng đúng không? Tại vì em có nướng mấy con mực khô nè, rồi bỏ vào cho nó thơm á, cho nên cái nồi nước của em nó sẽ có màu vàng. Với lại em hầm xương gà cho nó nhanh. Xương gà, xương heo, mực khô với mấy củ hành tây á, hành tây cũng nướng luôn. Rồi mấy cái trắng trắng này là củ cải trắng nè. Đây mấy con mực. Món này hấp dẫn quá cô chú anh chị. Đi quay về mà thấy Sang làm món này là còn gì bằng. Đặc biệt á, cái con mực này á, mình để cho nước nó sôi nha. Sôi nóng rồi mình cho con mực vô thì con mực nó sẽ giòn với ngọt hơn. Nó tôm nè, trứng cút luôn. Xong rồi mình lấy cái nước này mình ăn luôn thì nó sẽ giữ được cái độ ngọt của cái vị hải sản. Chứ còn nếu như mà mình luộc mà mình để một nơi á, xong rồi mình chỉ đổ cái nước này người vào thôi thì nó sẽ không có vị ngọt của hải sản. Nó chỉ là vị ngọt của gà với lại xương ha. Nhiều cô chú anh chị thích mình quay về ẩm thực vùng biển. Hồi sáng là ăn cháo cá kho, trưa ăn hủ tiếu mực. Sang đập trứng cút vô nè. Em nghĩ nó bể cái trứng rồi. Tiếp
từ bên này cũng sang là chuẩn bị rau này, xà lách, tằng ô, giá hẹ. Mật hôm nay em mua bao nhiêu tiền ký xem? 280. Mật mình nấu vừa thôi, đừng để nó chín quá. Ba con à? Mấy con gà nhà vợ của mình á, bình thường không gáy đâu. Mỗi lần mình quay video là nó gáy à. Cô chú thông cảm. Đây, cái này là ăn tới đâu làm tới đó, nóng hổi luôn, tươi ngon luôn. Đợt giờ cũng có nhiều cô chú hỏi mình sao ít quay với Sang, tại vì cũng tâm sự thật với cô chú anh chị mình là cũng có nhiều khán giả chưa có thích Sang á. Tại nhiều lúc nhìn Sang hơi điệu đà xíu hả Sang? Em đâu biết đâu. Cái này cũng là chuyện bình thường thôi. Ngày trước nè, mình mới biết Sang á, ấn tượng của mình là bạn Sang nhìn điệu đà lắm. Mình không có thích con gái hay điệu đà. Nhưng mà không biết sao á, vòng qua vòng lại cũng cưới Sang. Bạn Sang nhìn vậy thôi chứ chịu khó lắm. Chịu khó với đảm đang. Nhà của Sang không có điều kiện á. Sang vô Sài Gòn học đại học này. Sang thì học đại học mầm non. Sang là tự lo luôn á. Ngày trước là em đi học với chạy xe đạp. À đi học á. Hồi trước tại vì lúc em thuê phòng trọ á, là phòng trọ nó cũng nằm ở châu, ở sâu trong hẻm á. Mà cái vụ đại học của em học á, thì nó cũng không có chạm để mà gần đó, cho nên em phải đi xe đạp từ cái phòng trọ á ra tới một cái trạm xe buýt. Để xe đạp khoảng tầm 1 cây rưỡi á là ra trạm xe buýt, xong rồi em sẽ gửi xe đạp ở đó rồi em mới đi xe buýt. Mà em đi xe buýt xong nó cũng chỉ bỏ tới cái trạm mà hình như em nhớ là gần nhà thờ Đức Bà á. Rồi nó bỏ đó mà nó cũng chưa tới trường của em phải đi bộ thêm tầm 15-20 phút rồi em mới tới được cái trường. Trường của em là trường Đại học Sài Gòn á, nó có chi nhánh tại đường Tôn Đức Thắng á. Chung là chung quy tổng cộng hết khoảng thời gian mà em đi là khoảng tầm 1 tiếng á, tới khoảng 1 tiếng 10 phút em mới tới được cái trường. Nhưng quá nể Sang luôn. Tại vì mình đâu có phương tiện đâu, thí dụ như nếu như mình có xe máy á, mình sẽ chạy nhanh hơn, còn em không có xe máy nên mình phải tốn thời gian một xíu. Đi xe đạp, rồi đi bộ. Còn tiền đi học là cũng đi làm rồi tự lo luôn. Tại vì em học sư phạm á, thực chất nó cũng không có tốn gì nhiều. Nói chung sinh hoạt phí thì em tự đi, mình làm thêm á, xong rồi mình tiết kiệm. Với lại thời gian 3 tháng nghỉ hè á, thì thời gian đó em không có về quê, em sẽ ở đây em làm hai công việc. Ví dụ như sáng mình làm một công việc, tối mình làm một công việc, để mà mình có tiền mình lo tiền đi học. Mình thì học hết lớp 12 nghỉ á, nhà không có điều kiện á. Cũng có duyên với Sang. Hai đứa hồi nhỏ là có học chung một lớp 6 mà, có biết mặt nhau mà. Nói chung là không có ấn tượng tốt về bạn Sang. Ngày trước là thấy Sang làm lớp trưởng á, nhìn điệu đà lắm. Sau này tiếp xúc rồi mới thấy thích Sang nè. Điều bởi vì người ta là con gái mà. Lúc mà Sang quen mình á là cho đến lúc mà cưới luôn á là mình không có gì á.
Sang là rất thích ăn tôm. Đây cái tô này là của Sang nè. Sao biết hay vậy? Bỏ quá trời tôm luôn. 4 con tôm. Bạn thích ăn tôm. Em cũng thích ăn mực mà. Mình thì thích ăn mực hơn. Thích ăn cái gì mà nó nấu xong là ăn luôn á. Còn tôm hay là ghẹ cua nè, mình phải lột vỏ các thứ á. Nếu mà sau video này nhiều cô chú anh chị và các bạn mình ủng hộ Sang thì mình sẽ thường xuyên quay với Sang vào dịp Tết á. Dịp Tết quay quần bên gia đình. Trưa nay có gió nhưng mà nó cũng hơi nóng, nó cũng hơi hanh. Dạ cô chú anh chị, vẫn là gương mặt thân quen, mẹ vợ của mình. Dạ mẹ chào khán giả mẹ. Xin chào khán giả. Bữa đây bữa ăn trưa nấu ở đây sẵn rồi quay lên cho coi luôn. Dạ. Rồi mình mời cả nhà mình dùng bữa trưa nha. Hủ tiếu mực, có tôm, trứng cút. Một tay Sang nấu. Dạ Minh. Minh thì hay gọi Sang bằng tên hay là bạn. Tại vì á, nhiều lúc mình xưng em này nọ nó cũng hơi sến xíu á cả nhà. Cho nên mình xưng bằng tên nha, cô chú anh chị thông cảm. Hai đứa cũng ngang tuổi mà. Hai đứa đều sinh năm 96. Nước mắm nè, nước mắm mình mua ở Phú Hải Phan Thiết đây. Chanh. Câu này của mình. Rồi mẹ mời cô chú luôn. Mời cô chú dùng buổi trưa. Con hồi đó giờ không ăn cái này nữa, cũng ăn lần đầu tiên mà. Dạ, thường là hủ tiếu mình ăn là ăn thịt thôi. Thịt heo, dạ, ăn giò, thịt lát. Lâu lâu có xíu bò viên. Ăn mực thử mẹ. Mực mực tươi ăn nó giòn. Đây, em có thử miếng mực không nha. Mực to quá. Chấm một xíu nước mắm. Cái này của chú anh chị nha. Cắn một phát là nghe tiếng giòn luôn á mình. Mà tại vì con mực này nó cũng tầm trung á, nó không có bị to quá, không bị nhỏ quá, cho nên cái thịt nó rất là mềm. Ngon. Càng lớn là càng giòn. Đó cô chú anh chị mình nhớ áp dụng cái cách này nha. Ăn mì tôm, trụng mì tôm cũng vậy. Cứ đợi nước sôi á, rồi cho con mực vô, rồi lấy cái nước đó đổ vô mì tôm luôn, ngon hơn. Chứ nước đang lạnh mà mình bỏ con mực vô rồi mình luộc lên là nó không có giòn. Mình cho ít xà lách nè, rau tàn ô. Một số nơi á, gọi rau này là rau cúc nè, cải cúc. Dạ mời cả nhà nha, làm miếng nước chút. Nước này nó ngọt. Sang có nướng mực khô á, cho vô nó ngọt. Dạ, đây đọc con mực đây. Giòn. Dạ mời tiếp nha. Đúng là con mực tươi á, ăn rõ được.
thấy món này ngon thì nhớ tặng cho Sang một like nha cô chú anh chị. Mình cũng rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình đã dành chút thời gian theo dõi đến hết video của mình. Có gì sai sót mong cả nhà mình bỏ qua nha. Mình và gia đình của mình xin phép được tạm dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Dạ bye bye. Nhớ xem like bấm nút nha.